只为你盈盈一笑，我便讨厌无处可逃，拔剑斩情丝，情丝却在指尖轻轻绕，都只为情字煎熬，望子成下少，前世儿女情还欠你多少。Xin chào anh em đã quay lại video của mình nhé. Hôm nay mình làm video này giới thiệu anh em về môn phái đường môn Bao Vũ Lê Hoa. Thì là đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhận vũ khí của đường môn, và dành cho những anh em nào mà chơi những môn cái vũ khí ám khí là sẽ có cách nhận như này. Thì là đầu tiên là anh em đến lễ quan ở các thành thôn, anh em nhận cái túi quà hỗ trợ của em phun nhé. Sau đó anh em ấn dùng này, và anh em chọn cái dòng S item. Ở đây là anh em sẽ chọn một vũ khí bất kỳ trang bị hệ này, thì mình sẽ chọn trang bị hệ kim đi. Sau đó là anh em sẽ chọn vào vũ khí ám khí thì nó sẽ ra là vũ khí của đường môn. Đấy chưa? Đó, nó sẽ ra cái vũ khí của đường môn. Còn nếu mà anh em chọn vào cái dòng trên trên vũ khí này. Đây, mình nhấn chọn trên cái dòng trên vũ khí thì nó sẽ xảy ra là đao và kiếm, song đao và bổng. Đấy, chùy. Nó không có vũ khí của đường môn đâu. Anh em phải chọn vào ám khí thì nó mới có nhé. Rồi, mình sẽ giới thiệu sơ qua nhanh về các tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của đường môn. Thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về cách tăng điểm tiềm năng. Ở đây bản này là bản nội công thì nó có hai cách chơi, có thể là anh em tăng vào thân pháp, có thể là anh em tăng vào nội công. Thì ở đây là mình sẽ test lần lượt, mình sẽ tăng vào thân pháp trước, tí mình sẽ tẩy vào nội công, mình sẽ test cho anh em. Còn về các mặc đồ ấy, về các mặc đồ thì mình anh em có thể là chạy chơi theo kiểu vũ khí hệ kim và vũ khí hệ mộc, chỉ chơi hai hệ đấy thôi nhé, vũ khí năm hành hệ mộc và năm hành hệ kim, chơi theo kiểu vũ khí như vậy. Còn về cách điểm tăng điểm tiềm năng kỹ năng thì anh em phải tăng max ở cái hai skill bị động này, tăng max 20. Tiếp đến là anh em luyện max cái skill Bao Vũ Lê Hoa hoặc là skill nhiếp hồn. Tiếp đến là cái skill 6x và đến là skill 3x. Đường môn rất là dễ tăng điểm kỹ năng nhé, không phức tạp như các phái khác vì nó ít. Bây giờ mình sẽ đi mua máu test đam từng cái cho anh em xem nha, xem là độ bá của đường môn Bao Vũ Lê Hoa nó như thế nào. Thì là nó mắc 59 rồi. Bây giờ mình sẽ về các thôn đánh thử cho anh em xem. Ở đây anh em muốn nhận được thêm cái bút của Ngami thì để cho nó tăng tăng cái độ kháng của đường môn đi. Đường môn thì đa phần là chủ yếu là chơi phòng thủ vật lý, anh em phải mắc phòng thủ vật lý thì nó mới trâu nhé. Phòng thủ vật lý mà anh em ít quá là sẽ không, độ lì sẽ không trâu đâu. Thì mình sẽ test đường ở đường môn Bao Vũ Lê Hoa tăng theo kiểu thân pháp nhé. Bây giờ mình sẽ BK thử cho anh em xem. Bài vật BK chiến này này, vì máy võ đang à. Anh em nhìn võ đang rất là, cũng là rất là trâu, mà mất cái cột mà võ đang sẽ đi ở luôn. Tiếp thế là mình sẽ test và thử vào một phái khác. Đây cũng là đường môn. Mình ngoái vẫn sâu hơn đúng không anh em? Nhưng mà mình nhanh hết mana quá.
Đây mình sẽ ngoáy thử thi vương. Rất là trâu anh em nhé, tăng theo kiểu thương pháp rất là trâu. Còn tí mình sẽ tăng theo thử nội công xem nó yếu hay khỏe. Chắc anh em nào chơi bản PC cũng biết là đường môn bao vũ lê hoa mà bản nội công nó rất là trâu đúng không nào? Khi cầm vũ khí ai kim. Máy rụng trứng luôn. Thì mình sẽ ra ngoáy thử bạn này, bạn võ đang này. Chạy chết ngay, ngoáy không thể chạy nổi mà. Ba vũ đê hoa, đường môn ba vũ đê hoa rất là mạnh. Môn phái này là môn phái mà BK là solo 1-1 là không có đối thủ. Anh em nhìn bạn là mình ngoáy không? Đây mình đánh cả Ngami luôn cho anh em xem. Ngami đánh băng sát rất là ghê. Ngami trâu quá anh em. Anh mang sát thì quá, rất là tốn máu. Game mới ra bản test này được 3-4 hôm thì mình thấy là bây giờ cũng khá ổn rồi, chơi cảm giác là nó không bị giật lắm, sẽ hoàn thiện dần dần. Ngoáy thử này. Chiêu đâm rất là trâu. Rồi mình sẽ bật PK chiến đi. Ngoáy đây anh em, ngoáy, ngoáy. Ngoáy đường ông đường môn kia ngất người luôn. Không thể đánh lại được mình. Ngũ độc rút độc rất là ghê nhá. Đấy anh em nhìn ngũ độc rút độc rất là ghê luôn. Chết cái là rơi một đống máu. Đấy, còn hỏng có đồ nữa nhé. Đây mình lại test tiếp lại phát nữa. Đam thử ông ngũ độc này nha. Kiếm một đối thủ là solo. Võ đăng khí hả? Khắc hệ mà. Ông nào đấy, võ đăng khí này rất là bá, ngoái tí chết. Gặp Ngami mà nó hiệu ứng này thì mình chịu rồi. Ngũ độc trưởng. Chạy. Hết mana. À.
bây giờ mình sẽ vào tăng tăng điểm nội công, tiềm năng nội công cho anh em xem là nó có khác hẳn gì so với thân pháp, thì mình tăng thân pháp không nhé. Thì bắt đầu là mình sẽ vào nhận lễ quan, mình nhận cái lễ bao. Mình nhận cái lễ bao này, sau đó mình sẽ tấn vào tẩy này. Tẩy điểm tiềm năng. Đó, bây giờ nó tẩy vào không rồi đúng không? Mình sẽ tăng khoảng tầm 400 điểm nội công nhé. Thì xem nó có khác biệt gì so với tăng thêm pháp không nhé. Thì tăng thân pháp thì nó mới lên lực tay, còn mình tăng theo nội công này thì nó sẽ không lên lực tay, nhưng mà nó mất ở cái tỷ số giúp độc. Nếu mà bản nội công thì nó sẽ đánh vào, nó sẽ giúp độc rất là ghê. Đây thôi, mình đã tăng xong nội công. Nội công của mình đây hiện tại lên 1k8 nhé. Bây giờ mình sẽ ra thành, mình test thử cho anh em xem nó có khác sự khác biệt gì không. Đây mình sẽ ấn đồ sát thử ông cá băng rồng này xem. Vẫn lát này anh em nhìn chưa, đánh như kiểu hack này. Ui nó ngoáy. Nhưng mà nó ngoáy kiểu này thì ai chịu nổi. Đây, anh em xem, đây là nó ngoáy nhanh kiểu này là nó bị lát chứ không phải là do mình ngoáy nhanh như này đâu. Đâu ơi, ngũ độc đánh rất là thấm anh em, ngũ độc trưởng. Tăng theo kiểu này có vẻ là hơi yếu so với khi tăng theo pháp anh em nhé. Mình sẽ test lại vài lần nữa xem là có sự khác biệt gì không. Đi sang đây xem. Đây, mình sẽ ấn chiến đấu đây. Sao không hiểu nó sao nó ngoáy nhanh thế nhỉ? Hay tăng nội công nó ngoáy nhanh anh em. Vừa mình thấy nó ngoáy nhanh em bình thường mà bây giờ nó ngoáy kinh như này, không chạy được luôn này. Đấy anh em nhìn chưa? Ngoáy mà địch không thể chạy được luôn, chỉ có bú máu thôi. Tăng nội công hay là nó ngoáy nhanh như này nhỉ? Tí mình thử tăng về thân pháp sao nó ngoáy nhanh em. Anh em nhìn chưa kìa. Ui, ngoáy ghê vãi. Anh em nhìn ngoáy ghê vãi luôn. Anh em nhìn chưa? Ghê. Sợ. Mình sẽ bây giờ mình mưa ma la thử ngoáy lại phát nữa cho anh em xem hay là do bị lag hay là do tăng điểm nội công vào lại ngoáy ghê vậy. Mình đi mua máu nhé. Khi anh em chuyển thành là nó vẫn lag này đúng không? Anh em nhìn nghe tiếng nhạc kêu nó hơi giật giật. Mãi mới lúc nó mới được. Thế mình thử đi mua lại mana xem ngoáy rồi nó có nhanh như thế không nhé. Vô lý lắm. Cảm giác là hơi vô lý. Ngoáy như thế người ta bảo mình là hack. Khi anh em đã kiếm đủ set đồ ngon rồi thì anh em không cần phải tăng sức mạnh làm gì. Thì tăng sức mạnh, được môn tăng sức mạnh nó có lên đam gì đâu. Nó chủ yếu là chơi thân pháp và nội công
vì nó ngoáy rất là nhiều, tốn rất là nhiều mana rất là nhiều. Nhưng mà mana anh em giữ 1k là anh em đam một tí là hết mana ngay. Ô ngoáy nhanh anh em ơi, không biết hiểu là sao mà tăng đội công ngoáy ghê vậy. Này anh em để ý cho nha, cái tỷ số mình ngoáy này nhanh kinh khủng luôn. Đấy, tí mình thử tăng về thân pháp xem nó ngoáy nhanh như thế không. Test vài lần nữa cho anh em xem nhé. Đấy cho anh em nhìn này, ngoáy này, ghê vãi chưởng luôn. Đây là đeo vũ khí tốc độ 30. Ngoáy Yami kìa. Ui đập rút ghê vãi chưởng. Rồi mình sẽ để chế độ luyện công đi. Ra kêu solo 1-1 nhé cho test thử. Ra đây ngũ độc ơi. Rồi, bật PK chiến đi bạn. Tại ông kia mà ông ngứa tay và ông lại còn đam nữa thì chưa sao. Nó bị ngoáy nhanh vãi chưởng luôn anh em ơi. Ui, đường ngũ độc nó rút máu ghê. Phải cái ông độc VIP này. Đã búp bùa rồi, hai ông đam thì làm sao mà chịu. Rồi mình qua thành Bệ Kinh. Ui, tăng nội công ngoáy phê vãi trưởng luôn. Anh em nhìn ngoáy như kiểu hack. Thế mình ra mình ngoáy ông này nhá. Ông sen long nào bạn ơi, nào thử đi. Anh em nhìn ngoáy chưa, phê vãi. Vừa mày ông bút độc ghê. Ngoáy ghê anh em. Sợ. Hút máu kìa. Ui rút. Ui nó dồn máu kìa. Ui tăng nội công ghê phết anh em ơi nhá. Tăng nội công ghê quá. Không phải là ghê mà nó gọi là quá ghê luôn. Anh em nhìn này. Mình ngoáy cái bang à. Đây phải cái bang luôn. Nuôi nó đam nhanh kinh khủng luôn. Đạp phê vãi anh em. Này mà đi tấm kim là không có tốt, hơi phí. Ui tăng nội công trâu vãi anh em. Khủng chưa. Đấy không đối thủ à. Chùm luôn rồi. Nào tiếp tục lại PK với cả đường ngũ độc à. Anh em nhìn này. Đứng à. Anh em nhìn nè, mình sẽ BK ngũ độc để gặp cái ông gì đây. Để gặp ông Thiên Nhẫn nào nữa. Ngoái chết ông Thiên Nhẫn này được. Đi ra đây, ông Thiên Nhẫn này ra đây. Ui dồi. Độc chết. Rất là trâu, tăng nội công rất là bá đạo. Đường môn bản này tăng nội công rất là phê luôn. Đúng là báo vũ đầy hoa. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây.
để tôi thử cái thằng thiên nhẫn này, cái thằng thiên nhẫn phá hoại này đang solo tự nhiên mà chạy nào, đứng yên ra nào, chạy ngoáy anh em, như ngoáy chưa, như kiểu hack chưa, úi giời, chạy đâu cho thoát, đuổi tận cháy luôn, vẫn chưa dạ chạy được. Quay, thiếu lầm đào, chơi hết. Thiếu lầm đào anh em nhìn là chết này, sắp mặt luôn này. Bú máu đi bạn ơi. Chết chưa anh em, nhìn chưa? Chơi lội công là nó dính ở cái phần sau anh em nhé. Nó dồn đam ở cái lần sau, ở về sau ấy, khi anh em ngoáy liên tục rồi nó sẽ dồn đam rất là trâu, bơm máu không kịp luôn. Đấy là khi chơi đội công rất là chơi ghê luôn. À, đánh với ông độc hành này, chết ghê không, được mua bản này bá đạo thật. Nào solo chạy làm gì? Làm solo à, cũng là ngũ độc à? Ngoáy hack nhỉ? Anh em nhìn ngoáy như hack luôn, phê vãi cháy luôn. Nếu mà game này open mình sẽ xác định là mình sẽ chơi được môn. Và xác định là sẽ chơi được môn bao vũ đế hoàng. Anh em nhìn nó ngoáy như thế này thì có nên chơi không? Quá là phê. Đi chạy mỏi tay mà khi có mana nhiều này anh em đam ạ. Mở tay chưa? Phê vãi anh em ơi. Ngoài như hết. Mình sử thử dụng skin thường xem nó có nhanh không, xem lại nhanh như này nhỉ, hay là nick mình lỗi, đeo tốc độ đánh có 30 mà hay tăng nội công nó làm sao, tăng nội công bị lỗi à? Đây rồi, có ông bạn solo đây rồi à, ông ơi S9 đi à, được một kiếm à, có đang kiếm. Bọn kiếm hả? Bọn đang kiếm hả? Chạy làm gì? Nào vào đây, tiếp chiêu đi. Chết rồi. Bạn chết nhất người đi bây giờ đi. Bạn chết nhất người lên bây giờ đi này. Ông kia solo để đi vào đánh nào, nó chạy mất rồi. Ngoáy anh em nhìn ngoáy tung chảo luôn, ghê chưa, anh em nhìn thấy ghê không, đúng là đường môn bao vũ đê hoa tăng theo kiểu lội công rất là chùm luôn anh em nhá. Ấy, anh em nào mà xác định chơi được môn lễ ba vũ lê hoa có thể tăng cho mình à, xài vũ khí hệ kim. Đây là vũ khí hệ kim của mình, không có sát thương vật lý ngoại công bằng điểm đấy, có ngoại công bằng điểm nó là đam rất là to luôn nha. Thì mình kiếm mãi mình mở mãi nó không ra, nhưng thôi mình xác nhận mình đeo tạm cái này
Bây giờ mình sẽ sang thành vệ kinh nhé. Test thử xem là có những môn phá nào hay hay. Solo thử cho anh em xem. Hơi giật. Lúc nào mà anh em cảm giác giật giật, tức là anh em nghe tiếng nhạc kêu nó giật giật, tức là do game nó chưa load được. Bây giờ mình sẽ sang thành vệ kinh VK thử cho anh em xem ạ. Vệ kinh là nó nơi nơi những quân anh hùng hào kiệt thử sức với nhau. Bật VK chiến lên rồi, bật VK đồ sát lên, nhấc người luôn đi. Nga bị VIP nào, PK hết. Bây giờ bật đồ sát lên là rũi hết như một cỗ máy. Cỗ máu ít thần trưởng đâu. Đi ra đây. Ra đây. Không nào, ca solo. Ngũ độc này. Nào. Xem cỗ máy thần chết. Ui. Ghê kinh khủng. Ngũ độc bút lên. Ngũ độc trưởng. Bà này bà nội công có khác. Ngũ độc trưởng mạnh thật. Nào, ông độc VIP này vừa là solo. Chạy làm gì rồi lại phải chết. Chơi nội công này nó dồn đam về sau anh em này. Ui, ngũ độc rồi. Ui, ngũ độc bút nên phê vãi trưởng luôn. Nó chạy vòng quanh mình cũng đủ chết rồi. Tuy không mua cái giải độc. Ủa, ngũ độc trâu vãi. Ấy, anh em có thể tham khảo nhé, mình dừng video ở đây nhá. Thì là mỗi ngày mình sẽ làm một về một phái cho anh em tham khảo. Đấy, anh em thấy đường môn Ba Vũ Lê Hoa mà chơi theo kiểu nội công nó bá như nào chưa? Ngoái rất là trâu luôn. Ngoái như kiểu hack. Cỗ máy xoay. Như kiểu một cỗ máy xoay luôn. Cái bang này. Đấy. Nào, Sen Long à. Bạn Sen Long này vừa solo rồi mà. Bây giờ lại ngoái chậm rồi hay sao đúng không? Hay là vừa nó lag kìa. Ừ, thế là do game lag chứ không phải là do mình ngoáy nhanh hay gì cả. Bây giờ lại trở về bình thường. Thôi nha, mình xin phép dừng video đây nha.